sáng ngày 12 tháng 4, huyện Định Hóa đã tổ chức khai mạc giải bóng bàn cờ tướng năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trần Doãn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương có vận động viên tham dự giải. Về phía tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Thái Nguyên. Giải bóng bàn cờ tướng huyện Định Hóa năm 2023 có trên 150 vận động viên tham gia giải. Trong đó, môn bóng bàn có 17 đơn vị xã, thị trấn và khối các cơ quan, các trường trung học phổ thông đăng ký thi đấu. Các nội dung thi đấu gồm đồng đội nam, đôi nam nữ và đôi nam. Đôi nam có 3 nhóm tuổi, 40 tuổi trở xuống, 41 tuổi trở lên và 51 tuổi trở lên. Môn cờ tướng có 8 đơn vị tham gia thi đấu với 2 nội dung gồm đồng đội và cá nhân nam. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu bóng bàn đã được diễn ra với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu đẹp mắt, tạo ra nhiều pha bóng kịch tính với lối đánh bóng kỹ thuật cao. Theo kế hoạch, môn bóng bàn thi đấu từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 năm 2023. Đối với môn cờ tướng diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Giải bóng bàn cờ tướng huyện Định Hóa năm 2023 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, kỷ niệm 78 năm ngày thành lập chính quyền cách mạng huyện Định Hóa 18 tháng 4 năm 1945, 18 tháng 4 năm 2023. Đồng thời, thông qua giải nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện môn bóng bàn cờ tướng trong toàn huyện.